Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã truy cập vào video của tôi. Và hôm nay là một ngày rất đặc biệt, tại vì chúng ta đã quá lâu không làm một video unbox đúng không? Đây sẽ là một trong những video unbox lớn nhất mà mình từng thực hiện, tại vì chúng ta có tận 3 món CSM liền. Vâng, 3 món CSM, nói chung là khá là hào hức và cực kỳ mong chờ cho đợt hàng này. Và không còn gì chờ đợi nhỉ, chúng ta hãy cùng nhau unbox nó để xem 3 món này là cái gì nhá. Ok, vậy đầu tiên ở đây chúng ta có chiếc CSM Double Driver phiên bản 1.5. Mình biết chuẩn bị sẽ có vài bạn comment là nhưng mà hình như anh từng nói là anh không mua món này mà. Hay là hình như ông đã bảo là ông không bao giờ muốn mua món này đúng không? Mình biết, thực ra thì ý mình là kênh mình tên là Batman, có một lý do mà. Nhưng mà thực sự mà nói đúng là chưa bao giờ mình định mua cái món này cả. Nhưng mà có một vài lý do mà khiến mình đã quyết định mua nó. Nhưng mà đó không phải thứ nhất mà sẽ khiến các bạn bất ngờ đâu. Để chúng ta sẽ còn hai món nữa cơ. Mình bỏ ra một bên nhá. Ok, món thứ hai cho ngày hôm nay chính là một con hàng mà mình biết rất nhiều bạn luôn hỏi mình bao giờ mua các thứ thì đây. Chính là chiếc CSM Ridebooker của Kamen Rider Decade. Nói chung là ý mình là đằng nào đã chót mua phiên bản kèm cây thắt rồi thì cũng không thể bỏ qua món này được. Coi như là đủ bộ sưu tập luôn. Đấy, hai món, nhưng món thứ ba mới là món khủng nhất, mà là món mà chắc chắn là sẽ gây tranh cãi với mọi người, tại vì đó chính là chiếc con hàng mà chắc chắn sẽ gây bất ngờ với nhiều người, thậm chí đến mình có bất ngờ là mình đã quyết định mua nó. Đó chính là chiếc CSM Sengoku Driver phiên bản Complete. Đúng, mình biết là ok, mọi người chuẩn bị kiểu comment. Nhưng mà hình như bạn nói rằng bạn chưa bao giờ định mua cái Sengoku Driver này. Thì đúng, đúng là thế. Thì câu chuyện là cũng giống như là cái CSM Double Driver đấy thôi. Thì với các bạn, đây là hai cái CSM Main Driver mà mình chưa bao giờ định mua cả. Mình giải thích rất nhiều lần rồi. Nhưng mà thực ra thì câu chuyện là gần đây mình kiểu mình chẳng biết mua cái gì nữa. Kiểu mấy món CSM mà hay nhất ấy, thì mình đã mua hết rồi. Thế nên là ý mình là gần như là main driver của dòng CSM là chỉ còn đúng Double với cả Sengoku là mình chưa có thôi. Thế nên là mình quyết định mua mua luôn hai cái này, coi như là cho đủ bộ dòng CSM của main rider luôn. Mình là khá là điên và khá là rảnh rỗi, nhưng mà well, là khá là hay. Thì mình nghĩ chúng ta hãy bắt đầu unbox từng thứ một nhé. Mình nghĩ mình sẽ bắt đầu về cái thứ cơ bản nhất nhé, sẽ là cái Ridebooker. Vậy thì đây sẽ là chiếc CSM Ridebooker của chúng ta. Nhìn chung là một con hàng mà mình đánh giá là không quá cần thiết. Xong, nếu bạn đã mua phiên bản Decade Driver và cây thắt rồi thì nói chung là mua nốt cái Ridebooker cho đủ bộ ấy. Tại vì ý mình là gần như Decade chỉ có đúng 3 con hàng này là con hàng chính của ông ấy rồi đúng không? Thì đây, wow, nhìn mà xem. Thực ra mà nói thì cái hộp nó nhỏ ấy, nó nhỏ vãi chưởng luôn. Kiểu mình còn phải tưởng nó vĩ đại hơn cơ, nhưng mà lúc nhận cái hộp thì còn tưởng lừa cơ. Nhưng mà không nghĩ nhỏ thế, nhưng mà đây. Nói chung là hộp dòng CSM thì rất là đẹp rồi. Đến chung con hàng này thì mình không quá ấn tượng lắm. Tức là kiểu với CSM ấy thì mình luôn mong chờ hoặc là thài to hẳn lên đúng không? Hoặc là nó có cái gì đó nó cải tiến hẳn. Con này thì nó cũng chẳng phải là quá to đúng sai, mà cũng không có một cái công nghệ gì nó quá là cải tiến cả. Nhưng mà dù vậy thì như mình đề cập rồi, DK về cơ bản có đúng 3 con hàng thôi, là Driver, K-Touch với cả Ridebooker. Thế nên thôi thì chót mua hai cái kia rồi thì mua nốt cái này đúng không nào? Ok, mình sẽ mở nó ra nhá. Và wow, nói chung là đúng ra là mình sẽ giả vờ nó bất ngờ một tí, nhưng mà ý mình là nó cũng khá là cơ bản thôi, nên không có gì gọi là quá là bất ngờ mấy cả. Ok, mình sẽ lấy từ thứ một ra nhé. Ok, vậy thì về cơ bản, đây sẽ là chiếc CSM Ridebooker của chúng ta, kèm các phụ kiện sau. Tất nhiên không phải bao gồm hai cái món này rồi, mình bày ra cho đẹp thôi. Nhưng mà đây, các bạn thấy chủ yếu là không có gì quá điên rồ cả, mà có một cái lưỡi kiếm
trông cũng được, tất nhiên là quá ngắn so với tiêu chuẩn chung, nhưng ok, mở lưỡi kiếm, một cái nòng súng để extend ra, cái chuôi để cho dài ra, cái này là để cho trợ lực cho cái thanh kiếm lúc cho nó đỡ bị gãy. Ở đây cái này là để cái holder. Nhìn chung thì nó khá là bé, mình nghĩ thế. Tất nhiên là nhìn khá là đẹp, cái nhựa bóng, nhựa nhám các thứ thì nhìn khá là ok. Loa thì hơi lộ một tí, nhìn chung thì nó không thực sự quá ấn tượng về ngoại hình đối với mình. Còn cơ chế thì đây là có cái nút nguồn này bật lên. Vậy thì về cơ bản món này thì cũng không có gì mấy, ý mình là đây bẻ ra thành cái súng thì bạn bắn bằng bằng ở đây. Còn đây cái kiếm thì bạn sẽ tháo phần này ra để mình tháo thử nhé. Ok, vậy thì về cơ bản đây là cái thanh kiếm. Thì đúng ra là bạn sẽ cần thêm một cái này nữa, tại vì cái phần này này nó sẽ khá là kiểu lỏng ấy, nếu bạn cầm chơi nó sẽ dễ bị gãy. Ok, vậy thì về cơ bản đây cái miếng trợ lực nó sẽ giúp cho cái thanh kiếm cầm nó chắc chắn hơn. Còn về tổng quan thì tất nhiên là sau phiên bản DX thì đây là một cải tiến rất lớn, nhưng mà nói chung là về mặt đồ chơi thì nó cũng ấn tượng. Nói chung là thanh kiếm này thì nó cũng ổn hơn, nó khá là ngắn, mình nghĩ là tầm 70-71 cm thì đấy. Thì nói chung là cơ chế nó chỉ đây, kiếm thì ấn vào đây chém chém đấy, cái bạn vuốt là có cái tiếng kiểu vuốt vuốt, anh kiểu anh đi cày anh ấy kiểu vuốt trụ ấy. Còn đây khi ở dạng súng thì ngoài việc giữ nguyên cái cán dài ra thì bạn sẽ cần phải thay cái nòng súng này. Thì nhìn chung là với dạng súng thì chắc chắn là trông sẽ ấn tượng hơn, mình nghĩ là cái này nó cũng gọi là dài dài đẹp đẹp. Đạo cụ trong phim thì mình vẫn nghĩ là to hơn một chút so với phiên bản DX, thì chắc chắn đây sẽ phiên bản tốt hơn mà có thể mua, tất nhiên là với một cái giá đắt hơn nữa. Vì là một chiếc Rainbow cơ thế nên là món này sẽ đựng được thẻ đây, thì mở ra nói chung là được cái thì nhựa nhám thì khá là đẹp, mình để nhét tạm một cái thẻ vào thôi, mình cũng chưa, mình hơi lười lôi ra. Nhưng mà đấy nói chung là giống như DX thôi, nó có hai ngăn, ngăn chính là đây nó có cái khay nhựa đóng vào và bạn có thể rút thẻ ra các thứ. Còn đây ngăn phụ thì nó chỉ có cái này chốt vào thôi. Còn nói chung là nếu mà nói về cái điểm cải tiến lớn nhất của con này so với DX là cái nút xem là cây này, thì nó sẽ bổ sung thêm vài hiệu ứng khác, như là một chút hiệu ứng như là thì ứng lôi thẻ ra này đấy, xong rồi hiệu ứng xoay thẻ này. Ngoài ra ấn giữ thì sẽ có vài hiệu ứng như là tiến lên cái thẻ, nếu nó thấy cái âm mà mấy cái thẻ nó hồi lại cái thứ ấy. Nói chung là nhiều ấm lắm, thì mình sẽ nghiên cứu kỹ hơn và mình sẽ nói rõ ở phần review chi tiết. Còn ngoài ra thì món này còn một chế độ nữa, một chế độ cuối cùng nó cũng hay, bạn giữ nút bật lên sẽ có chế độ thoại nhân vật song song, thì nhìn chung là nó chỉ có tiếng kiểu anh cày la hét các thứ ấy. Đấy. Đấy, không lây đấy. Đấy, nói chung con hàng này thì cũng không có gì nó quá là cải tiến cả, nó kiểu như là bạn thích thì bạn mua, mà bạn không thích mà không mua cũng được. Nhưng mà lại mình nói rồi, kiểu nếu bạn đã mua set này rồi thì có thêm cái này cũng không phải quá tệ. Ok, bây giờ chúng ta hãy chuyển sang chiếc CSM Double Driver này. Thì nói chung là mình đã từng đề cập rồi là lý do mà ngày xưa mình không mua cái Double Driver, chủ yếu là do mình thực sự cảm thấy nó không quá là cần thiết. Một phần là mình đã có cái phiên bản Super Best này rồi, với cơ bản là đã khá là ổn. Mà thực ra thì cái bản Double Driver này nó cũng không có quá nhiều cải tiến lớn về chức năng ấy, tại vì nó là phiên bản 1.5, là phát triển từ phiên bản 1.0, và phiên bản 1.0 thì lại là cái món CSM đầu tiên được bán ra. Ở đây nó khá là phèn sẵn ấy, thực ra thì mình chưa giờ có ý định mua nó cả. Nhưng mà sau một hồi gọi là một thời gian cân nhắc thì thứ nhất là mình cũng hết cái CSM hay để mình mua rồi, thế nên là thôi thì cũng chẳng biết mua gì nên thôi thì mua 8 để chơi thử cho nó bày cho đẹp cũng được. Nói chung thì mình là người cũng không quá là trọng ngoại hình lắm, thế nên là ngày xưa thì mình mới đề cao gọi là chức năng. Thế nếu mà chức năng không sáng tạo ấy thì mình chê, còn nếu mà chức năng hay mới mua. Mà thôi bây giờ thì cũng chẳng có gì thú vị lắm, thôi kệ, cứ mua thử biết đâu nó lại hay hơn mình tưởng. Đây thì bên trong đây tất nhiên là mình mua hàng second hand thôi, bởi vì nó cũng không có nhu cầu mua hàng new lắm.
Nếu con này thật ra new hay second thì nó chẳng phải quan trọng lắm mình. Quan trọng là hàng giá hợp lý. Là một đĩa rất hay nhá. Là cái con double driver này. Đợt này nó tăng giá rồi, thế mới điên. Ngày xưa hồi nó rẻ ấy, thì mình không mua. Đợt này hình như là do có cái anime mới của double ấy, nó ra hay sao ấy. Thế là thấy giá lên phết. Con này bây giờ cũng phải 4-5 triệu ấy. Không như ngày xưa rẻ phải chưa. Và đây thì cái hộp của nó, được cái hộp thì cũng nhỏ gọn thôi nên là cũng ship cũng dễ. Đây double đây là hai mặt, nói chung thì hộp cũng đẹp gọn gàng. Cái đấy thì mình đánh giá cao, tại vì bạn nào biết được đặt hàng từ Nhật về mà ship các thứ thì nó cũng khá là tờ. Nhưng mà hộp to ấy nhưng thôi thì hộp nhỏ mà để ship nó nhẹ thì cũng là cái đáng quý. Ok thì nó xong, mới xong thì chắc cũng không có gì bất ngờ lắm nhỉ, tại vì nó cũng hết như cái bản đại đích bình thường thôi, nó chỉ gọi là đẹp hơn một chút thôi nhưng không có gì điên rồ về. Đấy, bỏ hộp cầm bên nhé. Đây thì bên trong bạn sẽ có chiếc tất nhiên rồi double driver và phụ kiện của nó. Nhìn chung thì tất cả đóng gói cũng đẹp đẹp. Đây mình sẽ lôi từ thứ một ra nhé. Thế nào, ok, vậy thì đây là cái double driver phiên bản GSM, cầm khá là nhẹ tay. Để cái đẹp này, nhẹ nhám này, để cái đẹp hơn DX nhiều. Nhưng mà nó khá nhẹ tay nhỉ, kiểu nó không có die cast hay gì nhỉ, cảm giác cầm nó hơi phèn ấy. Đây dây riết đây, được cái dây thì chắc nó đẹp hơn phiên bản DX rồi. Ok, mình sẽ lấy nốt những thứ bên trong ra nhé. Thì mình có ở đây là hai cái phiên bản GSM và DX thì nhưng mà người thấy thì thực ra là về ngoại hình thì phải nói là cho dù mình không thích GSM Double lắm nhưng mà mình phải công nhận thực sự là rất là đẹp riêng về ngoại hình luôn, ăn đứt toàn bộ các phiên bản đồ chơi trước đây luôn, dày rất là to đẹp luôn, rất là sướng mắt, rất là sát đã cụ phim. Đấy, nhựa nhám đó, nhựa đen nhám rất là đẹp, nói chung là ngoại hình thì gần như không gì để chê rồi, rất là ok. Đó, nó ngoại hình ổn, nó rất chi tiết nhé mọi người nhé. Đây cái phần này, phần viền đen này đó, nó sơn này, đây là DX là không sơn nhé. Đấy thì nói chung là những cái tiểu tiết nào nhỏ thì làm cũng khá là tốt, memory thì cũng thế. Đây ví dụ như là Cyclone này, đây mọi người thấy này, Cyclone thì cả chiếc em là nhựa đậm hơn này, sticker đẹp hơn này. Đấy, phần đầu USB thì sơn này, nút này cũng được sơn này. Đấy thì nói chung là khá là ổn. Còn cái loa thì mình cảm giác như là loa của GSM nó sẽ to hơn và nó trong hơn một chút. À còn một cái nữa cái mất chưa đề cập, cái này khá là hay này. Cái này thì thậm chí phiên bản GSM 1.0 là không có nhé, duy nhất phiên bản 1.5 có này, là cái phần thắt lưng ở đây này, cái phần đầu dây này ấy, là tháo ra được nhé. Ngày xưa thì phiên bản DX ấy, là một bạn đã gắn vào rồi ấy, nó sẽ dính chặt ở đấy luôn, trừ khi bạn gọi là lấy ốc vít ấy, bạn vặn ra ấy, thì nó mới ra. Thì nói chung là đêm được cái thứ rất tiện, để vì bạn có thể trưng bày nó ở cái dạng beo cũng được, mà trưng bày dạng driver lẻ cũng được. Đấy, thì nói chung là rất đánh giá cao điều đó. Xong nhưng mà đó lớn như là những cái chính thôi, còn nó tất cả mọi thứ thì vẫn hệt như thế. Biến hình chẳng hạn, đó nói chung thì ngoài việc loa to hơn, led sáng thì gần như, à không phải gần như mà hoàn toàn luôn, chức năng hệt như thế. Toàn bộ âm biến hình, âm kết liễu và giống hệt với DX và không một cải tiến gì về mặt âm thanh cả, chứ không thêm, không bớt gì. Thì nhìn chung thì thực ra là mình đề cập từ đầu rồi là mình thích GSM là nó có những cải tiến để nó khác biệt với DX ấy. Thì nói chung là nếu mà cải tiến về ngoại hình thì không thực sự là điều mình đánh giá cao lắm. Nhưng mà đó thì cái đấy thì nó tùy quan điểm mỗi người, nhưng mà thôi là sao thì mua xong thì mình vẫn thấy là nó là một sản phẩm khá là đẹp để trưng bày và nói chung là cũng khá là hài lòng khi đã mua được nó, nhất là nhân dịp cái anime của Double sắp lên sóng nữa thì cũng khá là ổn. Bây giờ chúng ta hãy đến với nhân vật khủng nhất của ngày hôm nay, là chính là chiếc GSM Sengoku Driver. Nói chung là mình đã từng có một buổi livestream chia sẻ là vì sao mình không muốn mua cái Sengoku Driver. Thì nói chung là cái vấn đề đấy mình sẽ nói rõ hơn ở cái bài review chi tiết con này.
Nhưng mà để tóm gắt lại ấy, so với nhiều cái món CSM cùng dòng ấy thì nó không thực sự có một sự cải tiến gì đó quá lớn về mặt gọi là công nghệ, kích thước, ngoại hình các thứ thì ở mức ổn, chủ yếu là chỉ nhiều âm thanh, nhiều thoại hơn thôi. Thì mình coi nó giống như một phiên bản Memorial hơn là một phiên bản CSM. Nhưng mà đấy, câu chuyện là mình chia sẻ rồi là kiểu mình đã hết những món CSM mình muốn mua. Thế nên là thôi thì đằng nào cũng không biết mua gì, nên thôi thì mua con này chơi thử xem sao. Biết đâu mình đổi ý thì sao nữa, biết đâu mình sẽ phát hiện ra nó hay hơn mình tưởng. Thì ok, mình nói hơi nhiều rồi, thì unbox nhé. Nói chung là cũng hơi cay, ông chủ shop thì ông ấy gắn cái băng dính này. Nhưng mà ông ấy bảo mình là cái băng dính này thì có thể gỡ ra được. Nên thôi thì chắc là đây, chắc gỡ ok đấy. Chứ là cũng dễ gỡ thôi, không sao. Thì mình sẽ gỡ nó sau. Tất nhiên thì nói chung là chủ shop thì cũng là người tử tế thôi, nên mình cũng không muốn gọi là ân oán lan hồ gì cả. Đấy, nói chung là con này cũng hơi chung được cái là ông ấy cũng cẩn thận, thế là kiểu dán nó cũng kỹ tí. Ok, mình đã mở nó ra và wow, trời ơi, nhìn nó mà xem. Cho dù mình thực sự không thích món đồ chơi này, nhưng mà thực sự là hộp của dòng CSM các bạn, quá đỉnh luôn, từ từ đã. Nó quá to. Đây, từ từ nha. Mình sẽ gỡ nó ra dần. Thế là mọi người cứ bình tĩnh nha. Không có gì phải lo lắng cả. Đấy, nói chung là đây là phiên bản đầy đủ. Thế nên là nó sẽ có cái khuôn mặt của... Đây là cái dạng đây, Kiwami và Kachiroki. Ok, thì xoay hộp lại. Bạn sẽ có nhân vật chính là Kamen Rider Gaiam. Nói chung là con này to hơn mình tưởng khá nhiều. Nói chung là ship cũng hơi cấn đấy, nhưng mà ok, hàng đẹp thì chịu đây. Đây, nói chung là hộp khá là to. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu unbox nó ra nhá. Đấy, như các bạn thấy thì con này tuy hộp rất to nhưng mà kiểu 90% nó là xốp ấy. Thực ra đồ chẳng có mấy. Đấy, thì được cái là trông cũng chắc chắn, hộp to chắc chắn. Thì nói chung là mình sẽ lấy ra từ thứ một nhé. Vậy thì nói chung là với một cái hộp khá to thì bên trong cũng không có gì quá điên rồ lắm, tự nhiên là phụ kiện khá là nhiều. Như các bạn thấy, với các bạn chúng ta sẽ có một cái Sengoku driver, một cái dao, ba lớp sheet chính. Một trận điểm phàn nàn lớn nhất của mình đó là số lượng lớp sheet quá ít cho một con hàng đắt đỏ và to đùng như này, nhưng mình sẽ nói kỹ hơn tí nữa. Cái để gắn cái Kiwami, cái Genesis Core để gắn cho cái những cái giáp Energy, Jinba các thứ. Và khá là mỉa mai tại vì họ cho chúng ta cái này nhưng không phải cho một cái energy lock sheet nào cả. Đấy, thì nói chung là bạn bao thấy cái điểm phèn của nó chưa. Đây, nói chung là đây hai cái holder khá là đẹp. Nói chung cái này thì có hai cái tại vì ở dạng Kiwami thì Gaiam gắn hai cái ở hai bên, chứ bình thường thì chỉ có một cần một cái thôi. Đấy, nói chung là đây chặn lưng. Đấy, như bạn thấy rất đặc biệt là sẽ tận hai cái chặn dây lưng liền. Thì một cái là màu vàng là cho những cái Sengoku của các rider đời đầu. Còn bây giờ đấy, cái màu bạc là dành cho những cái sau này thuộc Project Up. Thì nói chung là họ cũng khá là tâm lý, tại vì họ sẽ bán những cái phụ kiện chính này xong họ sẽ bán lẻ các set lock sau ấy. Thì những cái set lock sheet sau này thì có người thì dùng dây vàng, người dùng dây bạc. Thế nên để cho cả hai thì nó cũng khá là ổn. Như vậy thì đây sẽ Sengoku driver của chúng ta. Còn đây là cái dao đây. Thì nói chung là để chơi bạn sẽ bắt buộc gắn nó vào. Cái này khớp được hơi chắc một tí nên là cũng hơi ghê tay. Không biết tháo ra kiểu gì đây, nhưng mà ok không sao, mình sẽ tính nó sau.
Được cải tiến thứ nhất thì được cái trông nó sắt đặc cụ phim hơn, phần này thì là kiểu nó nhựa nhám này, đẹp hơn này. Đặc biệt nhất đó là die cast, là phần lưỡi kiếm đây là die cast này, khá nặng tay, và phần sắt này là die cast nữa. Ở đây mặt sau thì rất là chê nhá, là không hề che ốc vít này. Đấy, trông khá thất vọng, tại vì chiếc xem thường thấy rất là hay kiểu kỹ cái phần ốc vít các thứ ấy, nhưng con này thì để lộ luôn, để khá chê. Chỉ bật chế độ chính, chỉ nói chung là ấn vào đây sẽ có âm kiểu trang bị các thứ. Đấy, kiểu cầm cầm các thứ, ấn giữ là âm đeo beo này, khá là ok. Còn nút này là nút nhạc nền các kiểu. Chung là rất nhiều bài và mình thì cũng khá là thích nó. Và cuối cùng tất nhiên rồi là như mọi mặt trên em khác là sẽ là phần thoại ở đây. Nói chung là con này thì chủ yếu là đã hết được thoại thì gần như tích hợp những tất cả những nhân vật chính của series Gaiam luôn, tất cả những rider ấy là khá là điên. Nói chung là cũng khá là ấn tượng điều đó. Xong thì gần như là bạn không thể nào mở khóa tất cả những âm thanh đấy trừ khi bạn có đúng cái faceplate. Thì vì mình gắn faceplate của Gaiam nên là sẽ có thoại của nhân vật cô ta thôi, còn bạn muốn nhân vật khác thì bạn sẽ bỏ thêm tiền mua thêm đồ, nói chung lại khá là tốn kém các thứ. Còn đây sẽ là chiếc lốc sheet của chúng ta. Nhìn chung thì con này thì được cái sơn đẹp hơn bản DX, xong nó cũng là điểm chết người của nó, tại vì phiên bản chiếc xem này ấy, có một cái lỗi là phần sơn cam mà này rất hay dễ bị bong tróc và bị nứt ra ấy, nhìn rất là ghê. Thì lỗi này nó rất ngẫu nhiên thôi, người có người không, và thường là hàng đợt một sẽ bị. Thế nên là bạn nào mua thì cũng chú ý vấn đề đó. Điểm trừ thứ hai là đã bây giờ nó mất cái nút nguồn rồi, thì muốn chơi bạn sẽ phải rút cái này ra thì sẽ có kích hoạt. Nó là âm của cái quả gì trong cái rừng heo he ấy biến thành cái lốc chết ấy, thì nó khá là vui. Mà đấy, chung là bạn bắt buộc phải giữ cái này để không bị hao pin khi chơi. Thì nhìn chung thì lốc chết nó cũng chức năng vẫn thế thôi. Chủ yếu là nó có thêm vài ứng mới như là âm khóa các thứ này. Âm ở đây sẽ có giọng của ông cô ta. Đấy, mà nói xin. Ngoài ra thì ấn giữ nó sẽ đổi mốt, tức là sẽ có vài mốt biến hình khác nhau ấy. Là mốt biến hình trong cái rừng heo hem này, thì mở khóa ra nó sẽ không. Đấy, như là, tại vì bạn trong rừng heo hem ấy, thì thay vì bạn mở lốc thì nó mở khóa ra đúng không? Thì bạn ở trong rừng rồi ấy, thì mở lốc thì chỉ có âm hoa quả xuất hiện thôi. Thì cũng khá là kiểu nhiều âm, cái này là dành mix dành cho cái chế độ gin bar này thì âm nó sẽ ngắn hơn. Cái này dành cho cái gì mà chẳng biết nữa, nói chung là hai âm mix khác nhau. Âm battle là dành cho cái trận đấu invest ấy. Cũng khá là ổn, tức là nó hay hơn phiên bản DX, cho dù không phải là sự cải tiến quá điên rồ với mình. Như đây là cái Kachidoki ấy, cũng thế. Dạ, cũng kiểu rút ra xong rồi kích hoạt các thứ. Dạ, con này nó cũng sẽ có vài chức năng khác nhau luôn, thì mình sẽ nói rõ hơn sau này nhé. Mình sẽ demo nhanh lên. Đây, lớp sheet cuối cùng, cái Kiwami cũng khá là ok và cũng phải rút ra để kích hoạt. Thử đó. Đúng rồi, không kêu rồi. À, mạnh tay. Vậy thì bây giờ mình sẽ demo nhanh qua kiểu âm thanh chức năng với hình các thứ nhé. Được cái con này thì tuy không có cải tiến nhiều về công nghệ, song nó rất nhiều các âm thanh và chức năng với hình khác nhau. Thì mình sẽ demo cái chức năng cơ bản nhất thôi, tiết kiệm thời gian nhé. Thì cảm giác âm thanh nó sẽ nét hơn và nó sẽ có thêm vài hiệu ứng phụ phụ, khá là ok. Đấy, để sau khi biến hình xong thì bấm mail sẽ có những câu thoại mới. Ở đây, ở đây này sẽ có giọng của chị Mai nhà mình.
Còn đâu thì chức năng cái liễu thì nó vẫn đủ 300 cái liễu ấy, được cái thì âm thanh là sẽ dài hơn và sát phim hơn. Cuối cùng một điểm cải tiến mà mình thấy ấn tượng nhất của sản phẩm này cho đến thời hiện tại đó là khả năng hủy màn hình. Đấy, thì ở chung cái này thì khá là hay này. Vậy thì về cơ bản chúng ta đã unbox xong 3 con hàng khá là khủng của đợt này. Có lẽ đây là một trong những cái video unbox VIP nhất mà mình thực hiện. Và phải nói là nói chung là 2 trong số 3 sản phẩm ngày hôm nay thực sự là mình chưa bao giờ có ý định mua cả. Cái Sengoku Driver và cái Double Driver này. Xong, sau khi trải nghiệm qua trên tay thì mình cũng thấy khá là thú vị và nói chung là cũng có những cái điểm hay riêng của nó. Vậy nên là chắc chắn hãy chờ đón những cái review trong tương lai tới, tại vì mình sẽ có rất là nhiều chia sẻ về hai cái món đồ chơi đặc thù đặc biệt này. Thời gian tới sẽ có rất nhiều thay đổi mới trên kênh cũng như là trong cuộc sống của mình, thì cái đó mình sẽ làm một cái thông báo sau này. Nhưng mà nếu như bạn xem đây rồi thì cảm ơn các bạn đã xem và đừng quên like, subscribe và đón chờ những cập nhật mới từ kênh cũng như là đón chờ những bài review này nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem đến đây và hẹn gặp lại.